đây anh em ơi, cái nỗi khổ làm diều đây. Đấy, đấy nhìn thấy chưa? Đấy anh em ạ, mãi bây giờ gọi là hoàn thiện được 33 mét diều của con rồng rồi anh em nhá. Tốn hơi nhiều rồi đấy, khá vòng này rồi đấy. Một vòng này nó còn thiếu rất là nhiều nhá, nó còn phải một thanh ngang như này nữa cơ anh em ạ. Đấy. Xe đâu? Đây. Hả? À. Xe đi ngủ rồi. Bị cấm rồi. Ai bị cấm? Này, gom sắt vào đây rồi. Có ai cần không? Đây anh em ạ. Có cái cách nào khắc phục không? Một mình quấn không nổi cái này luôn. Nó tự bật ra luôn này anh em ạ. Anh em có cái cách nào gọi là uốn vào nó không bị bật ra không? Chỉ Giang với nó thề mấy anh em luôn, nó khỏe, nó bật cả tay ra luôn cơ anh em ạ. Anh em có cái cách nào khắc phục với chỉ cho Giang, Giang muốn học hỏi từng tí một. Chứ Giang chưa làm diều rồng bao giờ anh em ạ. Đây anh em ạ, đấy, chỗ này là phải rơi vào tầm hoàn thiện được con diều rồng này là phải gọi là tầm 70 mét con diều rồng anh em ạ. Con rồng của Giang đã dài được 70 mét rồi anh em nhá. Em vác cho anh quả đầu ơi cho mọi người ngắm chiêm ngưỡng lại. Quả ca rượu xanh. Đây anh em ạ. Đây. 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 Cầm anh một vòng. Cầm cho anh một vòng một vòng. Đấy, anh em hình dung ra chưa? Con diều rồng nó sẽ như thế này. Con rồng có cánh nó phải phải. Đấy. Đã được 70 mét. Con rồng dài 70 mét rồi anh em nhé. Thấy được không? Con muốn thả diều không? Có. Có. Bây giờ anh vác hết cái đống diều kia mỗi con mỗi thằng một mẫu thả nhá. Ok. Ok không? Okay. Được đấy. Đấy. Đây này, đây vác đi em. Bao nhiêu con? 30 con. Đấy anh em ạ, yêu quý là từ tâm mà ra chứ không kiểu là gặp lần đầu một cái mà đã gọi là đòi Giang phải đưa diều cho như này thế nọ. Đấy anh em cứ đến chơi với Giang vì tình cảm là Giang cứ vác diều ra cho chơi thôi, thoải mái hết mà. Mấy chú này vừa phát cho bọn mình một cái đường bay ở đây nha anh em nhá. Đấy cái phát đường để chạy diều. Mấy hôm nữa gió bắc lại về hướng bên kia. Đấy. Em phải chạy chứ. Đấy anh em ạ, Giang mang phải gọi là mười mấy, hai chục con, ba chục con ra đây thả cơ. Đấy mà diều ở đây thì rất nhiều anh em mỗi thằng một con thả gọi là chạy gọi là loi tĩ ra luôn đấy. Ủa anh em nha, đây, này, đấy. Ở đây cũng mới anh biết lên cây thôi. Này. Anh em đang tìm được cái cây này làm cây cái, cây xương cái này anh em nha. Cái nọ là cây mình cưa lên đến đây, thế hỏng mất một cây, giờ phải chọn cưa lại đến từ đến gốc. Kìa, em ra cho mọi người xem gốc tre đỏ lư. Đấy, cái này của ông là bao nhiêu năm rồi ạ? Ông bảo cái bụi tre này của ông nhá, mười mấy hai chục năm rồi cơ anh em ạ. Mà nhìn nó cây nó gọi là già đinh ốc đế, đỏ ỏn tre luôn. Và đặc biệt là Giang mà hoàn thiện được con diều 10 mét này, Giang có 10 con diều dành cho